Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô. Về Catholic xin kính chào quý vị và anh chị em trong tình yêu thương của Chúa Kitô và Mẹ Maria. Kính thưa quý vị và anh chị em, chương trình của chúng tôi hôm nay gồm có các tin chính như sau: sứ điệp Giáng sinh và phép lành toàn xã et Eorbi, thánh lễ đêm Giáng sinh do Đức Thánh Cha Phanxicô cử hành tại Vatican, Đức Thánh Cha khuyên các trẻ em nuôi dưỡng hy vọng, tình yêu và hòa bình, Đức Thánh Cha khuyến khích các nhân viên của tòa thánh hãy luôn mỉm cười. Lần đầu tiên sau nhiều thế kỷ nhà thờ Đức Bà Paris không có lễ Giáng sinh. Tấn công bên ngoài nhà thờ chính tòa ở Philippines trước Giáng sinh. Mừng Chúa Giáng sinh 2019 tại Tổng giáo Phận Huế. Giới thiệu thánh ca, Noel về. Sau đây là phần tin chi tiết. lịch Giáng sinh và phép lành toàn xã Erbi tin Vatican. Lúc 12 giờ trưa lễ Giáng sinh ngày 25 tháng 12, Đức Thánh Cha đã chủ sự buổi đọc sứ điệp Giáng sinh và ban phép lành toàn xã Erbi cho thành Roma và toàn thế giới. Đứng hai bên Đức Thánh Cha, trên ban công chính giữa ở đền thánh Phaero là Đức Hồng Y, Ronaldo Rafael Martino, người Ý, nguyên bộ trưởng Bộ Công lý và Hòa Bình, và Đức Hồng Y, Kevin Joseph Farrell, người Mỹ, Bộ trưởng Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống. Sứ điệp của Đức Thánh Cha có nội dung như sau: Anh chị em thân mến, chúc mừng giáng sinh. Tôi loan báo lại tin vui từ Bethlehem với anh chị em tín hữu Roma, anh chị em tín hữu Hành hương và tất cả mọi người khắp nơi trên thế giới. Vinh danh Thiên Chúa trên trời và bình an dưới thế cho người Chúa thương, như các mục tử những người đầu tiên chạy đến hang đá, chúng ta cũng ngạc nhiên trước dấu chỉ mà Thiên Chúa đã ban, một trẻ sơ sinh bọc tã nằm trong máng cỏ. Trong thịnh lặng, chúng ta quỳ gối và thờ lại. Hài nhi được Đức Trinh Nữ Maria sinh ra cho chúng ta, đã nói gì với chúng ta? Sứ điệp cao cả của giáng sinh là gì? Đó là Thiên Chúa là người cha tốt lành và tất cả chúng ta là anh em của nhau. Sự thật này là nền tảng của cái nhìn Kitô tô giáo về con người. Không có tình huynh đệ mà Đức Giê-xu tô đã ban, thì những nỗ lực của chúng ta cố gắng xây dựng một thế giới bình đẳng hơn cũng sẽ chết yểu Và ngay cả những dự án tốt nhất cũng trở nên vô hồn và trống rỗng. Vì thế, lời chúc mừng giáng sinh của tôi là một lời chúc mừng huynh đệ huynh đệ giữa mọi người thuộc mọi dân tộc và văn hóa huynh đệ giữa những người thuộc các ý thức hệ khác nhau nhưng có khả năng tôn trọng nhau và lắng nghe nhau huynh đệ giữa những người thuộc các tôn giáo khác nhau đức giê xu đã đến để mặc khải khuôn mặt của thiên chúa cho tất cả những ai tìm kiếm người khuôn mặt của thiên chúa được biểu lộ nơi khuôn mặt một con người cụ thể ngài không tỏ ra nơi một thiên thần nhưng nơi một con người sinh ra trong không gian và thời gian do đó với sự nhập thể của ngài con thiên chúa chỉ cho chúng ta rằng ơn cứu độ đến ngang qua tình yêu sự đón nhận và tôn trọng bản tính con người nhỏ bé mà chúng ta đang chia sẻ với nhau trong sự khác biệt lớn về chủng tộc ngôn ngữ văn hóa nhưng tất cả đều anh chị em trong cùng một bản tính như thế sự khác biệt của chúng ta không phải là sự nguy hại hay nguy hiểm nhưng là sự phong phú cũng như đối với nghệ sĩ muốn làm một bức tranh thì việc có nhiều màu sắc sẽ tốt hơn là chỉ có một vài màu kinh nghiệm gia đình cũng dạy cho chúng ta giữa những anh chị em chúng ta khác nhau và cũng không phải bao giờ cũng đồng ý với nhau nhưng có một mối dây liên kết bền vững nối kết chúng ta và tình yêu của cha mẹ giúp chúng ta yêu thương nhau điều đó cũng đúng với gia đình nhân loại mà ở đây thiên chúa là cha mẹ là nền tảng và sức mạnh cho tình huynh đệ của chúng ta. Kế đến, Đức Thính Cha cầu nguyện và cầu chúc cho các dân tộc đang gặp những khó khăn nội bộ hay liền quốc gia. Đức Thính Cha nhắc đến Israel và Palestine và cầu mong họ nối lại cuộc đối thoại và bắt đầu hành trình hòa bình. Khép lại xung đột đã trải qua hơn 70 năm tại mảnh đất Thiên Chúa đã chọn để tỏ lộ gương mặt yêu thương của Ngài. Đức Thính Cha cũng đặc biệt nhắc đến Syria và Yemen là những quốc gia đang chịu nhiều đau khổ sau những năm dài chiến tranh. Châu Phi, nơi hàng triệu người phải tị nạn hay di tản, đang sống nhờ sự cứu trợ nhân đạo và an ninh lương thực và bán đảo Triều Tiên, hiện chưa tìm được những giải pháp đồng thuận đảm bảo sự phát triển và thịnh vượng của đôi bên. Đức Thánh Cha còn nhắc đến các đất nước đang gặp nhiều tranh chấp như Venezuela, Ukraine, Nicaragua. Ngài mong ước tất cả ra sức xây dựng sự hòa giải và cùng nhau xây dựng tương lai đất nước. Kết thúc sứ điệp, Đức Thánh Cha nói, Tôi cũng nhớ đến tất cả những người đã chịu những hình thức thực dân ý thức hệ, văn hóa và kinh tế họ đang phải chứng kiến tự do và căn tính của họ bị trà đạp và đang đau khổ vì đói kém và thiếu đi sự chăm sóc giáo dục và sức khỏe. Tôi đặc biệt nghĩ đến những anh chị em mừng sinh nhật Chúa trong những hoàn cảnh khó khăn, nếu không nói là bị chống đối, đặc biệt nơi kỳ tô giáo là thiểu số. Xin Chúa ban cho họ và tất cả những nhóm thiểu số sống trong bình an và các quyền của họ được nhìn nhận, đặc biệt là quyền tự do tôn giáo. Xin hài nhi bé nhỏ và chịu giá lạnh mà chúng ta chiêm ngắm hôm nay nơi máng cỏ, bảo vệ tất cả trẻ em trên trái đất và tất cả những người yếu thế, những người dễ bị tổn thương và bị loại trừ. Xin cho tất cả chúng ta đón nhận hòa bình, và được an ủi từ cuộc sinh hạ của đấng cứu thế và cảm nhận mình được tình yêu thương của cha trên trời được nhìn thấy nhau và sống với nhau như anh chị em. Thánh lễ đêm Giáng sinh do Đức Thánh Cha Francisco cử hành tại Vatican. Tin Vatican, lúc 9 giờ rưỡi tối ngày 24 tháng 12, tại đền thờ Thánh Pharaoh, Đức Thánh Cha đã dâng thánh lễ đêm Giáng sinh cùng khoảng 7.000 tín hữu. Mở đầu bài giảng thánh lễ, Đức Thánh Cha trích bài đọc một từ sách tiên tri Isaiah. Đám người sống trong vùng bóng tối, nơi được ánh sáng bừng lên chiếu rọi. Đức Thánh Cha nói, lời tiên tri này đã được hiện thực hóa nơi tin mừng. Khi những người chăn chiên thức đêm canh giữ vùng đất của họ, vinh quang của Chúa chiếu tỏa xung quanh. Nơi đêm đen của trái đất, một ánh sáng từ trời xuất hiện ánh sáng này xuất hiện trong bóng tối nghĩa là gì? Tông đô Phaolô giải thích cho chúng ta, ân sủng của Thiên Chúa đã được biểu lộ, đem ơn cứu độ đến cho mọi người. Ân sủng đó là tình yêu Thiên Chúa, tình yêu làm thay đổi cuộc đời, làm mới lịch sử, mang lại hòa bình và niềm vui. Đêm nay, tình yêu của Thiên Chúa được tỏ ra cho chúng ta. Hài nhi Giêsu, nơi Giêsu, đấng tối cao tự trở nên em bé để được chúng ta ôm lấy. Trong khi trên trái đất này mọi thứ dường như theo logic cho đi là để nhận lại thì Chúa lại đến nhưng không miễn phí. Tình yêu của Ngài không so đo. Chúng ta chưa làm gì để đáng được điều đó và chúng ta cũng sẽ không bao giờ đáp lại tương xứng. Ân sủng của Thiên Chúa đã biểu lộ. Đêm nay chúng ta nhận ra rằng trong khi chúng ta không đủ tầm Ngài đã tự trở nên nhỏ bé vì chúng ta. Khi chúng ta chỉ lo cho mình, thì Ngài đã đến giữa chúng ta. Giáng sinh nhắc cho chúng ta rằng Chúa tiếp tục yêu mỗi người, ngay cả người tồi tệ nhất. Đối với tôi, với bạn, với mỗi chúng ta hôm nay, Ngài nói, ta yêu con và sẽ luôn yêu con, con thật quý giá trong mắt ta. Chúa không yêu bạn vì bạn nghĩ đúng và cư xử chuẩn mực, nhưng Ngài yêu bạn chỉ vì tình yêu của ngài vô điều kiện nó không phụ thuộc vào bạn đã bao lần chúng ta nghĩ rằng chúa tốt nếu chúng ta tốt và ngài trừng phạt nếu chúng ta xấu không phải thế trong tội lỗi của chúng ta ngài vẫn tiếp tục yêu chúng ta tình yêu của ngài không thay đổi ngài thành tín và kiên nhẫn đây là món quà chúng ta tìm thấy nơi giáng sinh chúng ta kinh ngạc khám phá rằng chúa là tất cả sự nhưng không tất cả sự dịu dàng. Vinh quang của Ngài không làm chúng ta choáng váng, sự hiện diện của Ngài không làm chúng ta sợ hãi. Ngài sinh ra nghèo khó về mọi thứ để chinh phục chúng ta bằng sự phong phú của tình yêu. Ân sủng của Thiên Chúa đã biểu lộ, ân sủng đồng nghĩa với vẻ đẹp. Đêm nay, nơi vẻ đẹp của tình yêu của Chúa, chúng ta cũng khám phá lại vẻ đẹp của chính mình bởi vì chúng ta là những người được yêu của thiên chúa dù tốt hay xấu dù sức khỏe và bệnh tật vui hay buồn trong mắt ngài chúng ta vẫn thật đẹp không phải vì những điều chúng ta làm nhưng vì những điều chúng ta là hôm nay thiên chúa nhắc nhở chúng ta về điều đó khi bằng tình yêu ngài mang lấy nhân tính của chúng ta và kết hôn với nó mãi mãi thật vậy niềm vui lớn được loan báo cho các mục đồng đêm nay là của tất cả mọi người. Nơi những người chăn chiên, những người chắc chắn không phải là thánh, chúng ta nhìn thấy mình với những mong manh và yếu đuối của chúng ta. Khi Ngài gọi họ, Chúa cũng gọi chúng ta vì Ngài yêu chúng ta. Và vào những đêm tối của cuộc đời, Ngài nói với chúng ta như đã nói với họ, đừng sợ, hãy can đảm, đừng mất niềm tin, đừng mất hy vọng đêm nay tình yêu đã vượt qua nỗi sợ hãi một hy vọng mới xuất hiện ánh sáng dịu dàng của thiên chúa đã chiến thắng bóng tối kiêu ngạo của con người anh chị em thân mến chúng ta phải làm gì khi đứng trước ân sủng này chỉ một điều duy nhất đón nhận món quà đó trước khi đi tìm thiên chúa chúng ta hãy để mình được thiên chúa tìm chúng ta không khởi đi từ khả năng của mình nhưng từ ân sủng của ngài vì ngài giê -xu là đấng cứu độ. Chúng ta hãy chăm chú ngắm nhìn Hải Nhi và để mình được chiếm lấy bởi sự dịu dàng của Ngài. Chúng ta sẽ không còn lý do để từ chối. Không để mình được Ngài yêu bởi vì những sai lầm trong cuộc sống, những điều không ổn trong giáo hội, những gì chưa được trên thế giới. Nó sẽ là thứ yếu bởi vì đối diện với tình yêu điên dại của Thiên Chúa, một tình yêu với tất cả sự nhẹ nhàng và gần gũi sẽ không còn sự lên án nữa vì thế câu hỏi của giáng sinh là tôi có để mình được chúa yêu không tôi có buông chính mình cho tình yêu của ngài để cứu tôi không một món quà tuyệt vời như thế xứng đáng có được một lòng biết ơn lớn đón nhận ân sủng là biết cảm ơn hôm nay là ngày thích hợp để đến nhà tạm hang đá máng cỏ để nói lời cảm ơn Chúng ta đón nhận món quà là Chúa Giêsu để rồi sau đó trở thành một món quà như Chúa Giêsu, trở thành một món quà mang lại ý nghĩa cho cuộc sống. Đó là cách tốt nhất để thay đổi thế giới. Chúng ta thay đổi, giáo hội thay đổi, lịch sử thay đổi khi chúng ta bắt đầu không phải là muốn thay đổi người khác, nhưng là thay đổi chính mình, biến cuộc sống của chúng ta thành một món quà. Đêm nay Giêsu cho chúng ta thấy điều đó. Ngài không thay đổi lịch sử bằng cách ép buộc, nhưng bằng món quà sự sống của mình. Ngài đã không chờ đợi chúng ta trở nên tốt rồi yêu chúng ta, nhưng Ngài đã hiến mình cho chúng ta một cách nhưng không miễn phí. Chúng ta cũng vậy, đừng chờ đợi người khác trở nên tốt rồi mới làm điều tốt cho họ, hãy chờ xã hội hoàn hảo rồi mình mới yêu. Hãy bắt đầu từ chúng ta. Đây là cách đón nhận món quà ân sủng và thánh thiện không khác gì hơn là bảo vệ tính nhưng không này. Anh chị em thân mến, nếu đôi tay anh chị em dường như trống rỗng, nếu anh chị em thấy trái tim mình nghèo tình yêu, thì đêm nay là đêm dành cho anh chị em. Ân sủng của Thiên Chúa đã biểu lộ để tỏa sáng trong cuộc sống của anh chị em. Đức Thánh Cha khuyên các trẻ em nuôi dưỡng hy vọng, tình yêu và hòa bình tin Vatican. Chủ nhật ngày 22 tháng 12, Đức Thánh Cha Francisco đã chúc mừng Giáng sinh và cảm ơn các nhân viên và tình nguyện viên của phòng khám bệnh Santa Marta, cũng như nhiều gia đình được phòng khám trợ giúp. Trong buổi tiếp kiến khoảng 800 người tại Đại Thính Đường Phaolô 6, bao gồm các tình nguyện viên, các bác sĩ và y tá và các gia đình bệnh nhân, các trẻ em, con của các nhân viên và tình nguyện viên đã trình diễn những bài hát và điệu múa chúc mừng Đức Thánh Cha. Sau màn trình diễn, các em tặng Đức Thánh Cha một cái bánh lớn chúc mừng sinh nhật 83 của ngài hôm 17 tháng 12 vừa qua. Đức Thánh Cha đã cảm ơn những người hiện diện và khen ngợi các phụ huynh đã biết cách dạy dỗ và mang niềm vui cho con cái họ. Sau đó, trong cuộc trò chuyện với các em, Đức Thánh Cha đề cao ba món quà ba vua trong màn trình diễn của các em mang đến tặng cho Hải Nhi giê gồm có hy vọng, tình yêu và hòa bình. Đức Thánh Cha nói với các em rằng chúng ta phải cố gắng vì hòa bình chứ không vì chiến tranh. Chiến tranh tàn phá và giết chết. Nó giết chết cả người trẻ và người già. Nó giết chết mọi thứ. Và để đánh bại chiến tranh, chúng ta cần tình yêu, Đức Thánh Cha nói tiếp rằng, chúng ta cũng cần có hy vọng, chúng ta phải luôn nhìn đến tương lai, đến trên trời, với hy vọng đến từ Chúa và cũng từ công việc chúng ta làm để thế giới trở thành một nơi tốt hơn. Phòng khám Santa Martha nằm gần nhà trọ Thánh Martha, nơi ở của Đức Thánh Cha Francisco. Phòng khám được Đức Giáo Hoàng Pio thứ 11 Thành lập vào năm 1922, trong hơn 90 năm qua, phòng khám đã trợ giúp y khoa cho các trẻ em và các gia đình nghèo. Đức Thánh Cha khuyến khích các nhân viên của tòa thánh hãy luôn mỉm cười. tên Vatican Trưa thứ Bảy ngày 21 tháng 12 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã gặp các nhân viên tòa thánh trong buổi chúc mừng Giáng sinh và Ngài khuyên họ tái khám phá tầm quan trọng của nụ cười. Trong buổi tiếp kiến với các nhân viên tòa thánh tại Đại Thính Đường Phao Lô 6, Đức Thánh Cha cho biết Ngài đã được truyền cảm hứng từ chuyến thăm Thái Lan mới đây, một đất nước mà mọi người luôn mỉm cười. Trải nghiệm này khiến Ngài suy ngẫm về việc những nụ cười là biểu hiện đặc trưng của tình yêu và tình cảm của con người nhiều như thế nào. Đức Thánh Cha đưa ra ví dụ về cách cười của đứa trẻ sơ sinh khiến chúng ta mỉm cười trở lại và cảm nghiệm một cảm xúc đơn giản, ngây thơ. Nụ cười của trẻ em rất mạnh mẽ bởi vì nó mới mẻ, tinh khiết như nước suối và đánh thức nơi những người lớn chúng ta nỗi nhớ sâu xa về thời thơ ấu. Đức Thánh Cha nói thêm rằng, Chúa Giêsu là nụ cười của Thiên Chúa, Chúa đến để mặc khải cho chúng ta tình yêu của Cha trên trời và sự tốt lành của người. Và cách thế đầu tiên Chúa làm điều đó là mỉm cười với cha mẹ người. Đức Thánh Cha mời gọi mọi người hãy sống lại kinh nghiệm này khi chiêm ngắm hải nhi Giêsu trong mắng cỏ. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng tại các cơ quan của tòa thánh chúng ta cũng cần để cho mình được nụ cười của trẻ Giêsu canh tần cầu xin sự tốt lành của người có thể thanh lọc chúng ta khỏi sự lãng phí thường xuyên chiếm giữ trái tim của chúng ta ngăn cản chúng ta cống hiến những gì tốt nhất của bản thân mình chất lượng của công việc đi đôi với chất lượng của các mối quan hệ con người điều này thật đúng đối với chúng ta những người phục vụ giáo hội và nhân danh Chúa Kitô Lần đầu tiên sau nhiều thế kỷ nhà thờ Đức Bà Paris không có lễ giáng sinh. Tin Pháp quốc, ngay cả trong thời gian Thế chiến thứ nhất và thứ hai, nhà thờ Đức Bà Paris vẫn cử hành thánh lễ giáng sinh. Nhưng năm nay, do vụ hỏa hoạn vào tháng tư, lần đầu tiên sau hơn hai thế kỷ, sẽ không có lễ đêm giáng sinh tại nhà thờ này. Năm nay, các cử hành phụng vụ và lễ giáng sinh được cử hành tại nhà thờ Saint Germain des Prés, cách nhà thờ Đức Bà hơn một cây số. Đức ông Patrick Chervet Cha sở nhà thờ chính tòa nói với hãng tin The Associated Press: Đây là lần đầu tiên kể từ thời cách mạng Pháp không có lễ đêm tại nhà thờ Đức bà. Thời Thế chiến thứ nhất cũng có cử hành giáng sinh cho các kinh sĩ tại đây. Trong Thế chiến thứ hai, khi Paris bị Đức Quốc xã chiếm đóng, cũng không có vấn đề. Theo đức ông Cha Vẹt lần duy nhất nhà thờ Đức Bà không cử hành Giáng sinh là vào thời gian sau năm 1789, khi cuộc cách mạng Pháp chống công giáo biến nhà thờ thành đền thờ của lý trí. Tuy là thánh lễ được cử hành ở nhà thờ khác, nhưng có những dấu chỉ về sự kết nối với nhà thờ Đức Bà. Một bục gỗ để cử hành vụng vụ đã được dựng tại nhà thờ saint Jackman, giống với nhà thờ Đức Bà. Vào đêm 24, Đức ông Cha Việt sẽ cử hành thánh lễ cho giáo dân cùng với một số thành viên của ca đoàn của nhà thờ Đức Bà. Tác phẩm điêu khắc kiểu Gothic, Đức Trình Nữ của Paris, mang tính biểu tượng của nhà thờ cũng được trưng bày. Kiệt tác có từ thế kỷ 14 này, cao khoảng 2 mét, và diễn tả mẹ Maria và trẻ Jesus thể hiện thông điệp hy vọng của các vị lãnh đạo sau vụ hỏa hoạn. Đức ông trao vẹt nói, đó là tượng đức trinh nữ của phép lạ, bởi vì vào thời điểm xảy ra hỏa hoạn, hầm của nhà thờ bị sụp đổ hoàn toàn, đá ở khắp mọi nơi, nhưng phò tượng không bị hư hại. Tấn công bên ngoài một nhà thờ chính tòa ở Philippines trước Giáng sinh. Tin Philippines một quả lựu đạn đã nổ bên ngoài nhà thờ chính tòa của thành phố Kota Bato ở miền nam Philippines hôm 22 tháng 12, làm bị thương ít nhất 12 người, trong đó có 8 lính gác. Một vụ nổ khác xảy ra ở thị trấn Libungan, lân cận khiến cho ít nhất 6 người bị thương, và một vụ nổ khác nữa ở thị trấn Upi làm cho 2 người bị thương. Vụ nổ bên ngoài nhà thờ chính tòa Đức Mẹ Vô Nhiễm xảy ra vào khoảng 6 giờ chiều, khi một quả lựu đạn được ném vào cổng của một đài phát thanh của dòng hiến sĩ Đức Mẹ ở cạnh nhà thờ chính tòa trong lúc thánh lễ đang được cử hành. Các giao dân đang tham dự thánh lễ vào lúc đó đã hoảng sợ chạy ra khỏi nhà thờ và một thánh lễ sau đó phải bị hủy bỏ vì lo ngại an ninh. Chưa có nhóm nào nhận trách nhiệm về các vụ tấn công. Theo một sĩ quan quân đội, các vụ nổ dường như nhắm đến quân lính. Quân đội cho rằng nhóm cực đoan các chiến binh Hồi giáo bang Samoro đã gây ra các vụ tấn công. Mừng Chúa Giáng sinh 2019 tại Tổng giáo Phận Huế, tin Việt Nam, đại lễ Giáng sinh năm nay, vâng theo ý chỉ của Đức Thánh Cha Phan Cô, Đức Tổng giám mục Tổng giáo Phận Huế Dư Xe, Nguyễn Chí Linh, cũng là Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, đã khuyến khích các giáo sứ trang trí máng cỏ thật đẹp ngoài trời, để cho không chỉ là người công giáo mà cả lương dân biết được ý nghĩa của thánh lễ Giáng sinh. Tiếp theo là dịp lễ Giáng sinh, người đã xúc tiến việc làm hang đá ngoài trời, trang trí ánh sáng và cờ hoa sáng rực cả khuôn viên sân nhà thờ. Không chỉ giáo dân mà cả lương dân khắp vùng Thuận Hòa và Tây Lộc thuộc nội thành Huế đều kinh ngạc và tấm tắc thán phục tốc độ phát triển của giáo sứ và nhà thờ Tây Lộc. Ngài trang bị đồng phục cho lễ sinh, hội mẹ gia đình, cha gia đình, thiếu nhi, giới trẻ và cao đoàn một cách đồng bộ đẹp mắt. Lần đầu tiên, nhờ sự trợ giúp của các nữ tu dòng con đức mẹ vô diễm về mục vụ, các em thiếu nhi và thiếu niên được tập dượt tích cực để có được một đêm diễn nguyện trước hang đá ngoài trời với sự tham dự của rất đông người dân địa phương quanh vùng với nhiều tiết mục hấp dẫn giới thiệu cho mọi người biết rõ về cội nguồn ơn cứu độ của Thiên Chúa khởi sự từ khi Adam và Eva phạm tội đến việc thực hiện lời hứa của Ngài sẽ cho con một xuống thế làm người chuộc tội muôn dân cũng vì vậy mới có biến cố Chúa Giêsu sinh ra giữa đêm đông giá rét một cách bần hàn trong hàng lừa máng cỏ Kính thưa quý vị và anh chị em, trước khi kết thúc chương trình, chúng tôi hân hạnh giới thiệu một bài thánh ca của nhạc sĩ Linh Mục Nguyễn Duy mang tựa đề Noel về. Bài thánh ca này sẽ được ca đoàn hiển linh Cộng đoàn Đức Mẹ Lộ Đức San Bernardino, California cùng Cộng đoàn Dân Chúa hợp Ban trong Thánh lễ Vọng Giáng sinh. Kính mời quý vị và anh chị em cùng thưởng thức. Oh trình của chúng tôi đến đây là hết. Xin quý vị và anh chị em giúp phổ biến rộng rãi chương trình này đến với gia đình, thân quyến và bạn bè xa gần như một cách thức để truyền giáo. Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về địa chỉ tv net Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và anh chị em trong lần phát hình tới. Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.